Báo Dân Trí thông tin, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa tín nhiệm bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư. Như vậy, ông Tô Lâm trở thành người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông tin tại cuộc họp báo, ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sáng 3 tháng 8, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 với số phiếu bầu đạt tuyệt đối. Hơn 2 tháng trước, vào ngày 22 tháng 5, Đại tướng Tô Lâm khi đang là Bộ trưởng Công an đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Sau 5 năm học tại Đại học An ninh Nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an. Giai đoạn 1988 đến 1993, ông là Phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, Bộ Công an. 4 năm sau, ông lần lượt giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3, Bộ Công an. Từ 2006 đến 2009, ông Lâm là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, rồi Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh 1, Bộ Công an. Năm 2007, ông được phong hàm Thiếu tướng và thăng hàm Trung tướng 3 năm sau đó. Năm 2009, ông đảm nhiệm vai trò Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Bộ Công an và trở thành Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8, 2010. Sau 6 năm giữ cương vị Thứ trưởng, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 4 năm 2016. Trước đó 2 năm, ông được phong hàm Thượng tướng. Đến năm 2019, ông Tô Lâm được phong hàm Đại tướng và giữ chức Bộ trưởng Công an cho đến tháng 5, 2024, trước khi được bầu làm Chủ tịch nước.